Check it. Yeah, shout out for Vicky Pop, for Vicky Concept này. Yeah, MJ for the mic. Yeah, VIG, let's go. Yeah. Nghe sẽ đến trường, mẹ dắt tay từng bước. Nhưng mà mẹ nói đời dài hơn nghìn thước, nên phải đi học để mẹ luôn mỉm cười. Lên lớp mà học, ráng giành hoa điểm 10. Những ngày thơ bé mà con đã từng trải qua, sống trong nhung lụa bảo bọc cuộc sống như được rải hoa. Khi kỷ niệm ngày xưa ùa về qua những tán cây nhỏ, nhớ lại ngày mình đến lớp bạn bè cùng ngồi hàng thuyên chuyện trò. Bỗng chốc lúc đó mình thích con nhỏ ngồi cạnh bàn bên. Không hiểu vì lý do gì mà tôi không dám ngồi cạnh nàng, nên tôi phải làm sao, tôi phải làm gì để cho nàng để ý tôi đây. Chỉ cần nàng thích, nàng cười làm tôi mãn nguyện thì cả những bụi lầy. Thức trắng bao đêm chằn chọc suy tư bao ngày. Mới có tí tuổi yêu đương mẹ biết mẹ đánh trao gầy. Nhưng làm sao được khi tôi đã thích em rồi nàng ơi. Thích em rồi nàng ơi. Muốn em về nhà chơi nhưng làm sao được khi yêu không dám tới. Sáng ngày thứ hai, mẹ chở đến trường nè. Ông bà ta nói yêu đương là mù đường. Mẹ cho 5,000, tôi không có dám ăn. Tặng nàng cái hộp sữa, nàng cười như ánh trăng.